Thì trong cái học thuyết của Phương Đông và theo của Hải Thượng Lãn Ông á, thì ở Hải Thông có bảng á, nó sẽ diễn tả, có nghĩa là thận của mình á thì một bên âm và một bên dương. Cái bên dương á được gọi á, là hữu thận, còn gọi là bạch khiếu, và bên âm á, thì được gọi là tả thận, là hắc khiếu. Và ở giữa hai quả thận này nó còn một hỏa nữa gọi là mệnh môn hỏa. Thì hỏa ở mệnh môn chính là cái nguyên khí tiên thiên, nguyên khí tiên thiên mà khi đứa bé đó sinh ra đã có. Còn cái hỏa mà ở hắc khiếu hay còn gọi là tả thận thì đó chính là cái hỏa mà của tỳ khí, vị khí và thận khí. Còn mà cái phần à, xin lỗi, cái đó là bạch khiếu nha, bạch khiếu là tả thận, bạch khiếu là tả thận, còn hắc khiếu là hữu thận. Không, em xin lỗi, đi coi, hắc khiếu, bạch khiếu chính là hữu thận, là làm hỏa, là nói về cái khí của tỳ vị và thận. Còn dịch, tân dịch và lại huyết á, thì gọi là âm thủy của thận, thì nó thuộc về tả khiếu, tả thận thì nó thuộc về là hắc khiếu. Mình hiểu kịp không ạ? Có nghĩa là ở tạng thận này nó sẽ có ba vấn đề, thứ nhất là tả thận, thứ hai là hữu thận, và thứ ba là mệnh môn hỏa. Đây là ba cái nó không có trùng với nhau, có nghĩa là có hai, có ở thận sẽ có hai cái hỏa và một cái âm thủy. Thì cái hỏa ở mệnh môn nó là cái hỏa của tiên thiên, còn gọi là long lôi hỏa. Thì long lôi hỏa này á, nếu như mà bị cái tình trạng mà sắc dục quá độ, long lôi hỏa nó sẽ bay vượt lên trên và nó làm cho cái thận, cái tạng thận nó bị hư hàn. Khi mà cái ánh hàn ở dưới nó nhiều quá, nó lại làm cho cái hỏa của bạch khiếu á, là nó sẽ bừng lên, và khi đó mà người bệnh nó là sẽ ở phía phía trên nó thì nóng, nhưng mà ở phía dưới tay chân thì lạnh. Thì khi đó là các gia y nó sẽ dùng cái bài là bát vị thận khí hoàng để dẫn hỏa quy nguyên. Còn nếu như cái tình trạng á, có nghĩa là cái chân hàn mà nó quá nhiều, nó làm nó có nghĩa là cái long lôi hỏa nó không có bay lên, nhưng mà cái chân hàn của âm thủy mà nó bị tràn đầy thì nó sẽ làm cho cái phần bạch khiếu tất nhiên là nó bị áp chế, thì khi đó là người bệnh nó là sẽ tiểu vàng. Em xin lỗi, em không có bạn, em có làm việc quá. Có tờ giấy nào lớn lớn không ạ? Em xin một cái tờ giấy trắng hơi lớn xíu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không sao không? Cầm đi. Rồi, cáo lên xíu xíu. Không thấy thấy không thấy bạn tin của mà. Dạ. Không thấy luôn anh, thật ra không có thấy. Bây giờ cứ truyền mọi người coi đi. À, chụp lên group đi, chụp chuyển lên group. Không cô đưa cô thôi. Anh em chụp chuyển lên group. Ôi, cái mệnh môn hỏa này nó có phải là cái huyệt mệnh môn ở dưới hai bên này không? Cái huyệt mệnh môn nó là có liên quan nhưng mà nó không phải là nó là duy nhất ở đó. Nhưng mà cái chỗ đó là chỗ tàn trú của mệnh môn hỏa. Tại vì mình có sẽ có mệnh môn hỏa và tướng hỏa. Có nghĩa là thuộc về về cái phần của tạng thận thì nó sẽ có hai cái hỏa và một cái âm thủy. Anh gửi luôn cho hai group đi cho nó mọi người ăn. Cái bài đó thì có cái group mở rộng á. Sống có được. Anh cứ gửi cho cả hai group đi. Thì gửi cả hai rồi. Chứ phải có chứ. Nếu không có mạng thì bỏ tao. Thì cái mệnh môn hỏa này nó là một cái phần riêng biệt và nó nằm ở giữa
hữu thận và tả thận. Hữu thận thì được gọi là bạch khiếu, và nó là khí của tỳ vị và thận khí, thì nó sẽ được gọi là tướng hỏa. Còn phần hắc khiếu nó là tả thận, và nó là khí, nó là cái phần tinh dịch và huyết, cho nên được gọi là âm thủy. Trong trường hợp là khi sắc dục quá độ, cái lôi long hỏa hay còn gọi là mệnh môn hỏa này nó sẽ bay vượt lên trên, và khi nó vượt lên trên thì nó không có cái phần hỏa của mệnh môn để sưởi ấm. Do đó là lúc đó cái phần ở bên dưới là tay chân của người bệnh thì khuyết lạnh, nhưng mà còn phần trên nó từ phần ngực trở lên thì nó sẽ nóng nảy và người ta bứt rứt môi khô. Trong trường hợp này thì các vị gia y sẽ dùng cái bài bát vị gọi là dẫn hỏa để quy nguyên. Còn trong trường hợp mà khi cái bạch khiếu này nè, là có tất nhiên là hữu thận, tất nhiên là tướng hỏa, nó không được cái hắc khiếu tất nhiên là tả thận nuôi dưỡng đầy đủ và cân bằng với nó, thì khi đó nó sẽ xảy ra tình trạng là người bệnh tiểu đêm, nước tiểu và người ta sẽ cảm thấy là nóng bức rứt. Nó tương đương với trường hợp là trong y văn hay ghi là thận âm hư. Thì lúc đó đó là mình thường cái bài sử dụng nhất đó là bài lục vị. Thì khi đó nó sẽ bổ cái... Sử dụng cái bảng này nhỏ nhỏ này được rồi. Thôi anh ạ, cảm ơn. Rồi, ok. Không sao. Sao mà tạm được thôi, rồi mà ai đây. Mình nhìn ở trong điện thoại á thì em có trong điện thoại, trong tờ giấy của em ghi á là em có mô tả lại là theo cái những cái trong nội kinh, và cũng mô tả theo cái quyển Châu Ngọc Cách Ngôn của Phụng Hải Thượng. Thì mình có thể đọc lại chương 1 của Châu Ngọc Cách Ngôn. Châu Ngọc Cách Ngôn của Phụng Hải Thượng Lãng Ông ạ. Chương 1. Không, trong giáo trình mình không có ạ. Đây là phần nói thêm. Tại vì cái bài lục vị và bát vị là mình sẽ thường xuyên xài nhất luôn á. Trong hôm trước mình học ví dụ như cái phần mà âm hư. Âm hư thì nó sẽ có hai dạng. Một là do âm nó hư, nhưng mà cái phần dương nó vẫn còn được giữ nguyên. Thì khi đó đối với tạng thận, phần âm mà nó hư, phần dương nó còn giữ nguyên thì nó sẽ tương đương là cái tả thận, tất nhiên còn gọi là hắc khiếu, nó bị tổn thương cái phần âm thủy. Tất nhiên là cái phần tinh dịch và cái phần huyết trong cơ thể nó đã bị tổn thương, thì khi đó mình sẽ dùng bài lục vị để mình bổ thận âm. Có nghĩa là lúc đó là mình sẽ sử dụng bài lục vị để bổ thận âm, tại vì lúc đó người bệnh người ta vẫn có những cái triệu chứng là người ta đi tiểu đêm, người ta vẫn có triệu chứng là đau lưng, mỏi gối, nhưng mà người ta sẽ kèm theo triệu chứng của âm hư, tất nhiên là nước tiểu vàng, đỏ sản, tiêu bón, lưỡi đỏ, rêu vàng, mặt trầm sát. Còn trong trường hợp là thận dương hư, ở đây có nghĩa là lôi long hỏa, tất nhiên là mệnh môn hỏa, nó bay lên trên, nó vượt, nó bay lên trên, nó không còn giữ cái phần hỏa ở dưới, và cái thằng bạch khiếu có nghĩa là thằng hữu thận á, cái hỏa của nó cũng không đủ để mà nó chế ở bên dưới nữa. Thì ở bên dưới đó là tay chân của người ta sẽ lạnh, nhưng mà phần trên là nó nóng, phần ngực lưng trở lên là nóng, và người ta lúc đó người ta vẫn có tiểu đêm, nhưng mà cái tiểu đêm đó với đau lưng đó nó sẽ kèm theo cái phần là dương hư, bởi vì khi đó là người bệnh nó sẽ nước tiểu sẽ trong và người ta sẽ xuất hiện triệu chứng là ngủ canh tả, có nghĩa là đi tiêu vào lúc canh năm, vào lúc canh năm tương đương là khoảng 5-6 giờ sáng của mình á, là người ta sẽ đi tiêu lỏng, và tay chân của người ta thì lúc nào cũng lạnh hết, và đặc biệt là người ta sẽ than là lạnh từ eo lưng trở xuống, nhưng mà người ta nóng bức rứt phần trên. Thì khi đó là mình sẽ dùng bài bát vị thận khí hoàng để dẫn hỏa quy nguyên. Thì nếu như mà mình muốn tìm hiểu kỹ cái vấn đề này nữa thì mình sẽ đọc lại Châu Ngọc Cách Ngôn của cụ Hải Thượng Lãng Ông, do cụ là Định Ninh Đế Đức Thiếp viết lại ạ. Tại vì cái phần mệnh môn hỏa này nó khá là quan trọng, và nó là cái sinh mệnh của mỗi con người, và mình sẽ gặp rất là nhiều, đặc biệt là những cái cụ già lớn tuổi, hoặc là những người thanh niên nhưng mà người ta lao lực quá độ, hoặc là cái phòng dục
cái cách tình dục của họ không có điều tiết được đó, thì họ vẫn có thể dẫn đến cái tình trạng là thận dương hư. Thì đây là cái phần là em chỉ nói thêm về cái bệnh môn hỏa để mình có một cái khái niệm nó rõ ràng là cái gì gọi là bệnh môn hỏa, cái gì là tướng hỏa, và cái triệu chứng của hai cái này nó sẽ khác nhau, nó sẽ không giống nhau ạ. Tại vì hồi đó đó, lúc mà em mới học với là em cũng mơ hồ lắm, cứ bệnh môn hỏa tướng hỏa, bệnh môn hỏa tướng hỏa, tại vì sách thì viết rất là nhiều và có rất là nhiều sách viết, có thể là hôm nay mình đọc sách này mình có khái niệm này, nhưng mà khi mình đọc ở sách khác nó sẽ có khái niệm khác, cái mình cũng không biết cái nào đúng cái nào sai nữa. Nhưng mà thực tế lâm sàng á, thì nếu mà em dựa theo cái em vừa nói á, có nghĩa là triệu chứng lâm sàng của cái thận âm hư, thì mình cho bác cho đột quỵ là lúc nào nó cũng trúng hết, chưa bao giờ chật luôn á. Bởi vì em mới nói là mình học cái nề cho nó chắc, xong rồi mình học đến triệu chứng cho nó chắc tay, rồi khi mình khám á là mình cũng phải khám cho nó đàng hoàng và nó đúng bệnh của người bệnh, có nghĩa mình tìm ra đúng cái triệu chứng đó, chứ không phải mình là suy nghĩ người ta bệnh đó rồi mình cho người ta cái triệu chứng đó, mình cho người ta thuốc đó, thì người ta không bao giờ hết bệnh hết. Mà ví dụ như vui vui á hên thì nó mới trúng, còn không là người ta sẽ không hết bệnh. Còn riêng đối với cái mà thận dương hư, đúng cái triệu chứng của thận dương hư là tay chân người ta lạnh phần trên thì người ta nóng, người ta có tiểu đêm, có đau lưng, ngủ cánh tả có thể có hoặc không, tại vì tùy theo giai đoạn là sớm hay là muộn nó mới có ngủ cánh tả. Nhưng mà cho bác vị thận khí hoàng là chưa bao giờ sai, em khẳng định là chưa bao giờ sai luôn, tại vì bản thân em đã dùng rất là nhiều, nhưng mà chỉ sai một lần duy nhất. Hình như là lớp trước em có lớp này, nhưng mà lần trước em có kể, có nghĩa là lần đó là do em làm ở bệnh viện á, cái này em sẽ chia sẻ lại, là em làm ở bệnh viện và em kê cái toa đó là cái toa là bác vị thận khí hoàng và phụ tử, em chỉ cho dùng là 2 gam thôi, không tới 2 gam nữa. Nhưng mà sau khi bệnh nhân đem thang thuốc và bệnh nhân nấu á, là nửa tiếng sau bệnh nhân gọi điện thoại là bệnh viện và bệnh nhân nói với em là sao mà tôi chóng mặt quá, tôi cảm thấy tôi buồn nôn quá, là lúc đó em biết là bệnh nhân trúng độc phụ tử. Thì khi đó là nói với người bệnh đó là ăn nấu cháo thật quản và hấp cái cháo đó, còn nếu ói được thì cứ cho ói hết, và nhờ người nhà là hôm sau là cầm thuốc lên, bởi vì em không biết nhà người bệnh, tại vì người ta nói ngắn gọn xong người ta cúp máy. Mà rất là may là người ta giải được cái độc đó, có nghĩa là người ta ăn cháo mà có ngừng á là người ta khỏe lại. Và khi đem đến em mở tất cả các thang thuốc mà bệnh viện hốt là phụ tử rất là sống, phụ tử sống mà hơn nữa là cái liều lượng rất là cao. Kể từ đó trở về sau, có nghĩa là tất cả những bài thuốc nào mà em dùng thuốc mà độc bản hoặc là bác vị là phụ tử là tự tay em chế và tự tay em hốt thuốc cho bệnh nhân, chứ không bao giờ để nhờ người khác hốt nữa. Đó là cái kinh nghiệm thực tế của em, thì em kể cho các anh chị nghe để anh chị có một cái kinh nghiệm cho bản thân, để sau này những cái đó mình phải tự tay mình làm cho người bệnh. Tại vì lỡ có cái gì, thật ra là nếu như người bệnh có cái gì á, đầu tiên á là sinh mệnh của người ta, thứ hai là đến mình á. Mình làm chỉ cần hai việc thôi, bảo vệ người bệnh và bảo vệ chính mình. Do đó là tại sao mà em phải cố gắng em nói nhiều. Em nói nhiều là để em truyền cái cảm xúc, cái tâm huyết của một người thầy thuốc cho những cái người mà em gọi là học viên thôi. Rồi mình tiếp tục mình học nha các anh chị. Thế là do cái phụ tử nó quá nhiều hay là do nó chưa được chế biến đúng cách? Tại vì có nghĩa là phụ tử cái liều đó không cao. Liều đó không cao, anh hiểu không? 2 gram là nó không cao, nhưng do là dưới quầy dược người ta chưa có chế phụ tử còn sống. Phụ tử sống là anh dùng là nó sẽ độc. Và hơn nữa cái liều phụ tử mà một nhóm như vậy bệnh nhân không chết là em may mắn lắm luôn á. Thật sự mà nói bệnh nhân mà có cái gì rồi sao? Tất cả ví dụ như đợi tới mà khi giải trình ra tới quầy dược và tại quầy dược thì mọi chuyện nó cũng không biết đi về đâu. Mình sẽ không biết được chuyện gì hết. Tức là nó sống là nó độc hơn là lúc mà mình sao chế nè. Dạ đúng, dạ đúng, tại vì phụ tử khi mà anh chưa chế nó là độc bản A mà. Anh chỉ cần phụ tử chưa chế mà nếu như mà đúng hợp với cơ địa mà lúc mà bụng trống á là chỉ cần 10 gram là đủ giết người ta rồi. Chỉ cần cái nước sắc 10 gram đó anh sắc trong 30 phút là uống là người bệnh đã đủ chết rồi. Liều đó là liều độc rồi đó ha. Còn nếu mà phụ tử đã chế nghĩa là mình phải ngâm với gừng, mình phải đồ. Chứ không phải là mình ngâm rồi mình để mình phải chế lại. Do đó là những cái thuốc độc bản mà sau này mình có dùng thì mình cẩn thận. Nhưng mà bài bác vị rất là hay. Thật sự bài bác vị cực kỳ hay, bác vị và lục vị cực kỳ hay. Nhưng mình phải dùng đúng bài.
còn nếu như mình dùng sai á, tất nhiên á, cái thận của người ta, cái thận thủy của người ta đã đầy đủ rồi, nhưng mà lôi long hoảng nó đi lên mà mình cứ bổ thận thủy, mình không dưỡng hỏa quy nguyên á, thì người đó một thời gian nó sẽ sinh phù. Người ta không hết đau lưng mà người ta sẽ bị phù, người ta sẽ tiếp tục tiêu chảy. Còn nếu như cái người bệnh á, mà cái lôi long hoảng của người ta, cái lôi long hoảng của người ta ở dưới, nhưng mà cái phần thận âm của người ta suy, mà mình lại cứ đổ bát vị luôn cho người ta uống á, nhiệt ngộ nhiệt là tắc cuồng chắc chắn. Cho nên là không phải là đỡ trúng thuốc mà mình phải cẩn thận à. Còn ai có câu hỏi thắc mắc gì về cái phần bệnh môn hỏa không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ đi tiếp phần lục phủ ạ. Phần phủ thì thế nào gọi là phủ? Thì chức năng của lục phủ nó sẽ là thu nạp và tiêu hóa, vận chuyển, phân bố và tống thải cái phần cặn bã. Thì chúng ta cũng có một cái vòng ngũ hành là đẩm mộc, nó sẽ sinh tam bào là thuộc hỏa, vị thuộc thổ, đại trường thuộc hành kim, bàn quan thuộc hành thủy. Ngoài ra mình có còn một phần nữa là tam tiêu. Phần phủ đởm, đởm thì nó sẽ chứa đởm chất, cái khí thừa đây không phải là thừa thải, mà cái khí sau khi á, mà đã được vận hành ở can, tất nhiên á, là cái dinh khí sau khi đi vào can thì gọi đó là can khí, và can khí nó xuống đởm thì nó sẽ tụ lại để thành mật, còn gọi là chất. Có nghĩa cái từ chất là cái từ cổ của đông y, nhưng mà thực ra nó là cái dịch mật, và nó có vị là đắng, tính của nó là màu vàng. Nếu mà rối loạn thì nó sẽ dẫn đến vàng da, đắng miệng và nôn mửa, chất đắng. Tuy nhiên á, cái dịch mật này nó nằm trong đởm, nhưng không phải rằng đởm là túi mật à. Đởm không phải là túi mật, mà cái dịch mật của cái túi mật đó nó chỉ nằm trong hệ thống của phủ đởm. Ngoài ra thì nó còn có cái tính năng là nó sẽ chủ về sự quyết đoán, là cơ quan trung chính và chủ về quyết đoán. Ví dụ như là nếu như can nó chủ về mưu lự, tất nhiên là tính toán ABC. Ví dụ như là hôm nay á, là sáng 7 giờ gặp ai, chiều 5 giờ gặp ai, hay là tối 7 giờ tối đi học vân vân. Thì cái phủ đởm á, nó sẽ là cái quyết định cuối cùng là đến giờ đó mình có đi hay không, hay đến giờ đó là mình mệt mỏi quá cái mình không đi nữa. Thì phủ đởm thì nó sẽ chủ về sự quyết đoán đó. Thì rối loạn cái chức năng này thường sẽ rối loạn đến là tính khí thất thường, ngủ không yên giấc, nhiều mộng mị và dễ lo sợ. Nhưng mà thông thường phủ đởm mà khi nó tổn thương là nó đã có tổn thương can khí, và hai cái này thường thường nó sẽ là song hành một cặp. Do đó khi mình điều trị cái phủ đởm, không phải là mình điều trị đơn độc nó, mình điều trị luôn cả phần can khí. Và nó có tính chất là nó sẽ biểu lý với tạng can. Chúng ta sẽ đi tiếp đến phần phủ của tiểu trường. Thì phủ tiểu trường nó được miêu tả là ở hạ tiêu và trên thì nó thông với vị qua phần môn vị, và dưới nó thông với đại trường qua cái phần được gọi là lan môn. Chức năng của tiểu trường là nó được phân thanh trọc. Thì hôm trước em có nói là khi thức ăn nó được nghiền nát tại vị. Tại vị đây không phải là tại tạng vị, tại phủ vị, mà nó là một phần của phủ vị, có nghĩa là nó tương đương với cái dạ dày của mình. Thì khi mà nó được nghiền nát tại cái phần dạ dày của Tây Y, còn gọi là một phần của phủ vị á, thì sau khi nó nghiền xong á, nó sẽ đi qua môn vị và nó xuống tiểu trường. Tại tiểu trường thức ăn mình nó sẽ phân thanh trọc, thì cái phần chất thanh nó sẽ đi vào tỳ, nó vận hóa, nó đi nuôi cơ thể. Và nó tại tỳ thì cái chất thanh này nó làm gì nữa ạ? Có nghĩa là
tiểu trường phân thanh trọc, cái chất thanh mà nó xuống tỳ thì tại tỳ nó sẽ làm gì ạ? Sinh huyết. Sinh huyết và sinh khí. Nó sẽ sinh hai loại đó là khí và huyết. Thì lúc đó khí tại tỳ được gọi là khí của vị cốc, hay còn được gọi là khí của tỳ vị. Thì chất tại tỳ là nó sẽ vận hóa thành những cái chất dinh dưỡng để đi nuôi cơ thể. Phần trọc còn lại thì nó sẽ xuống tam tiêu, sau đó đi ra bàng quang và thải ra ở nước tiểu. Ngoài ra chất trọc ở tại tiểu trường sau khi nó phân chất thanh, nó đưa xuống tỳ, thì chất trọc nó sẽ qua lan môn và nó sẽ đi xuống đại trường. Rối loạn chức năng này thì nó sẽ dẫn đến tiểu ích khí tiểu, gây phân lỏng toàn nước mà chưa có phân. Có nghĩa là có những trường hợp là đi tiêu là đi ra nước là do cái chất trọc này nè. Khi mà thay vì là một phần nó sẽ đưa xuống bàng quang, còn những cái chất trọc mà nó dạng thành khuôn được, nó sẽ đưa xuống đại trường để mà nó thành cái chất để mà đi ra ngoài theo đường hậu môn. Thì nó lại đưa cái nước tiểu á, cái nước mà thay vì cái nước tiểu mà nó phải đưa qua bàng quang, thì nó lại vì rối loạn cái chức năng nó cho nên đưa xuống đại trường luôn, làm cho người đó đi á, là đi ra nước nữa. Cái lan môn nó là những bộ phận nào? Lan môn là trong cái đó, nó mô tả thì em nghĩ là nó gần nó giống như là cái hang vĩ á, hang môn vĩ á. Có nghĩa là thật ra những cái từ này nó nằm ở trong những cái quyển Ngũ Kinh á, nhưng mà theo có nghĩa là người ta mô tả là lan môn á, nó gần mình đọc xong mình so sánh qua tay y thì nó gần như cái hang vĩ á, hang môn vĩ đi xuống á, chứ không phải là, cũng không có sách nào mà dám khẳng định là nó là hang môn vĩ. Nhưng mà mình học tại vì hai cái hệ thống này nó khác nhau. Mình nói nếu mà em khẳng định 100% thì cũng không đúng, nhưng mà khi mình đọc cái mô tả thì mình sẽ cảm nhận như nó na ná giống như là cái hang vị ở bên Tây Y. Nhưng đây là mình học cái chu trình đi của cái sự mà khi mà một thức ăn nó đi vào cơ thể, cái sinh hóa của cơ thể con người theo cái bên Đông Y. Vị địa được xem như là bể chứa thức ăn và nó sẽ thu nạp thức ăn, thức uống, vận hóa chất dinh dưỡng. Thì phủ vị nó sẽ có chức năng là nó tiêu hóa thức ăn, vận hóa chất dinh dưỡng, hay còn gọi đó là nó sẽ tạo thành cái vị khí và nó sẽ đẩy xuống tiểu trường. Cái chất tinh vi được tỳ vận hóa để trở thành cốc khí lên đến phế, và hợp với phế để tạo thành tông khí để đi nuôi dưỡng cơ thể. Rối loạn chức năng này thì nó sẽ dẫn đến trướng bụng, đầy bụng, tiêu hóa không tốt, đói, không muốn ăn, nôn mửa và nuốt chua, hoặc là tiêu cơ mau đói. Vị là chủ gián ghét thăng, tùy chủ thăng ghét gián. Có nghĩa là nó ghét ở đây, có nghĩa là nó là khi mà nó bị ngược cái chu trình đó thì nó sẽ gây bệnh lý. Vị chủ gián ghét thăng có nghĩa là vị thì nó sẽ chủ là nó đi xuống, nó chủ là nó đi xuống, cho nên khi á nó vận hóa thức ăn mà nó bị nó có nghĩa là nó bị một cái tính năng, ví dụ như mình buồn bã quá lâu ngày nó sẽ làm ảnh hưởng cái phủ vị, thì khi đó mình ăn thức ăn mình nó không được nhào trộn, một cái tính năng đi xuống phủ vị á, nó không được đảm bảo, thì khi đó nó đẩy ngược trở lên, gọi là ghét thăng, và nó làm cho cái người bệnh đó cảm giác là đầy trướng bụng, không muốn ăn, là vì cái tính đi xuống của nó là nó không có được đảm bảo tính đi xuống, mà nó chỉ toàn là khí nó đẩy đi lên. Còn tùy là chủ thăng ghét gián, có nghĩa là tùy sau khi nó nhào trộn thì tính năng của nó là nó sẽ thăng lên để mà nó đẩy cái cốc, cái khí của thủy cốc á, và cái huyết dịch đi vào tạng tâm và đi vào tạng phế. Thì khi mà nó bị rối loạn á, nó không thăng lên được, nó giáng xuống, cho nên nó làm ra tình trạng là khí hư hạ hãm và làm cho cơ nhục bị teo nhão hoặc là sa cơ quan. Người bệnh sẽ cảm thấy hay ngồi thở dài.
mình nhắc lại một lần nữa cái quá trình gọi là hóa sinh của cơ thể mình. Khi mà bắt đầu mình có thức ăn nè, nó đi vào vị tiêu hóa, vận hóa dinh dưỡng xuống tiểu trường. Tiểu trường nó sẽ đưa cái chất tinh vi xuống tỳ, rồi nó sẽ đưa cái chất tinh vi đó vào phế. Có nghĩa là cốc khí thì nó từ tỳ nó cộng với phế khí thì nó sẽ hợp thành, nó thành tông khí. Và tông khí này nó sẽ chia làm hai loại, đó là dinh khí và vệ khí. Còn khi chất tinh vi nó đưa xuống tỳ á, tại vì cái sơ đồ này là em lấy ở trên cái bao bôn á, nó có sẵn lập trình sẵn nên em không có vẽ thêm được cái mũi tên, là nó sẽ đi xuống, nó sẽ tỳ đó, nó khi nó phân dinh dưỡng rồi nó tạo thành huyết á, nó đưa lên tạng tâm á. Cái này là mình chỉ mới nói về phần khí thôi, có nghĩa là từ thức ăn mà tạo thành cái tông khí. Đây nó chỉ là cái chu trình tạo thành tông khí thôi, nó còn một cái chu trình là tạo thành cái huyết dịch, cái huyết dịch cho cơ thể. Chúng ta sẽ đi tiếp phần phủ của đại tràng. Thì đại tràng á, cái chức năng của nó là nó bài tiết cái chất cặn bã. Có nghĩa là tại tiểu trường, sau khi mà nó phân thanh trọc, chất trọc, chất thanh á, nó đưa về tỳ, và chất trọc nó sẽ từ tiểu trường nó đưa xuống đại tràng, hấp thu được cái nước thừa cặn bã và làm thành phân có khuôn để tống ra ngoài. Khi rối loạn thì nó sẽ dẫn đến là phân lỏng sôi bụng, hoặc là đau xoắn bụng, hoặc là có khi là nó táo bón. Thiên xu được gọi là mộ huyệt của đại tràng. Thì thiên xu á, là từ rốn đo ra cái lằn ngang của rốn hai bên, mỗi bên hai thốn. Thì trong trường hợp táo bón á, là mình sẽ chăm tả thiên xu. Còn trong trường hợp á, mà rối loạn mà do đi sôi bụng mà sôi mà do phân lỏng á, thì mình sẽ cứu bổ thiên xu. Thì nếu như mà tình trạng nhẹ thì người bệnh sẽ khỏi, không cần phải dùng thuốc. Thiên xu là mộ huyệt của đại tràng ở vùng bụng. Đối với phủ tiểu tràng nó có quan hệ là tiểu tràng thì sẽ phân hóa một chất và phân thanh trọc, thì đại tràng thì nó sẽ có tính năng là nó biến hóa và truyền tống cái cặn bã. Cái lần cuối cùng là nó sẽ truyền tống cái cặn bã đi ra ngoài. Quan nó sẽ là châu đô, là nơi chứa và thải nước tiểu. Thì thủy dịch sau khi chuyển hóa cái phần cặn bã thì nó sẽ được đưa về chứa ở bàng quang,
và nhờ sự khí hóa của thận mà nó được thải ra ngoài. Do đó khi mà thận khí suy thì cái phần mà khí hóa để mà đưa cái nước tiểu ra ngoài nó sẽ bị rối loạn. Do đó là người bệnh thường là người ta sẽ có những trường hợp là người ta sẽ đi tiểu liên tục ban ngày ban đêm cũng đi như nhau hết. Còn có những trường hợp là người ta sẽ đi tiểu đêm nhiều. Và có những trường hợp là người ta đi nhưng mà người ta không có nước tiểu, có nghĩa là mắt chạy vô ngồi xong đi ra, mắt chạy vô ngồi xong đi ra. Thì khi đó là nó vừa có cái hai cái hiện tượng, có nghĩa là một là thấp nhiệt bàng quang, hai là thận khí suy. Rối loạn thì nó sẽ dẫn đến là tiểu tiện quá ít hoặc là tiểu quá nhiều, khó tiểu, bí tiểu, có khi là tiểu nhấp hoặc là tiểu không tự chủ. Tiểu không tự chủ này thông thường là không phải là nó chỉ là ở phủ bàng quang, mà khi đó là đa phần trường hợp là thấy là do nó ảnh hưởng từ tạng thận, có nghĩa là cái sự khí hóa của tạng thận á nó không đầy đủ, và cái sự mà cái tủy mà để được thận nó nuôi dưỡng nó cũng đã giảm sút. Do đó cái sự điều tiết từ cái thần minh của mình nó cũng sẽ giảm. Do đó ví dụ như có những người bệnh nhân á là người ta bị tai biến mạch máu não, và giai đoạn đó là thận dương và thận âm của người ta đều hư, đồng thời á cái chức năng chủ thần minh của tạng tâm nó rối loạn, thì khi đó những khi thích tiểu thì tiểu mà không có giờ, không có giấc gì hết á. Và người ta khi người ta nói với người nhà người ta mắc tiểu nhưng mà lại kiểm tra thì không có gì hết, và nhiều khi á hỏi thì người ta nói người ta không có gì hết, nhưng mà lại kiểm tra là người ta đã tiểu trong tã hết rồi. Ngoài ra trong năm phủ đó thì mình còn một phủ còn lại, nó được gọi là tam tiêu. Tam tiêu thì gồm có thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu thì nó sẽ đi từ bí môn đến dưới lưỡi, thu nạp chất ăn uống để không nôn, ôn dưỡng cơ nhục và các khớp, bảo vệ lồng ngực, tâm và phế. Rối loạn thì nó sẽ dẫn đến là khó thở, ói mửa, dễ cảm, sợ gió, sợ lạnh và da lông khô kém nhuận. Là bởi vì cái phần này nó thuộc về phần hấp thu, là cái phần nạp vào á, cái phần là mình ăn uống á, mình lấy cái chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào là do cái phần thượng tiêu. Và phần thượng tiêu này bởi vì nó bao gồm cả tâm và phế, do đó khi nó rối loạn, tất nhiên là rối loạn cái phần thượng tiêu này là nó sẽ làm rối loạn cả tạng tâm và tạng phế, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tâm và phế. Nhưng mà chủ yếu là nó sẽ rối loạn chức năng của tạng phế là nhiều, bởi vì phế chủ bì mao và phế là chủ túc giáng thông điều vị đạo, thì nó lại có liên quan đến cái phần mà đẩy cái phần vệ khí đi ra bên ngoài. Do đó là người bệnh lúc đó là sẽ dễ cảm, sợ gió, sợ lạnh và da lông sẽ khô kém nhuận. Phần trung tiêu thì nó sẽ từ bí môn đi đến là u môn, có tác dụng là vận hóa thủy cốc, thành ra khí huyết tân dịch. Nó sẽ liên quan đến phần bụng trên và tỳ vị. Do đó là khi rối loạn chức năng này thì nó sẽ đầy bụng, chậm tiêu và trướng hơi. Tất nhiên là phần thượng tiêu là phần hấp thu vào, thì phần trung tiêu nó là cái phần chuyển hóa, và đến phần hạ tiêu thì nó sẽ là cái phần bài tiết chất cặn bã ra ngoài. Có nghĩa là ba phần này nó gần như nó là tổng thể của năm tạng và năm phủ còn lại. Nó bao gồm chức năng của năm tạng và năm phủ còn lại. Rối loạn phần hạ tiêu thì nó sẽ gây đến là rối loạn tiểu tiện. Tiểu dầm, tiểu xóm và tiểu không tự chủ, tiêu chảy và cả táo bón. Chúng ta sẽ đi tiếp phần còn lại, đó là phủ kỳ hằng, não tủy và xương. Thì trong những cái phần sách cổ thì mô tả là não ở trong xương sọ,
đi đến dưới huyệt phong phủ. Dưới huyệt phong phủ tất nhiên là tương đương với lại dưới xương chẩm. Tủy ở trong xương sống, có nghĩa là thực ra cái tủy này nè, nó tương ứng với lại cái tủy gai của Tây Y luôn. Tủy ở trong xương sống, bởi vì như chúng ta học Tây Y chúng ta biết á, là cái phần gai cột sống á, các mỏ gai cột sống từ C1 cho đến S5 và cái phần xương cụt thì nó là làm thành nó một cái hệ thống giống như một cái ống vậy nè, nhưng mà nó chỉ đến là M5 thôi, thì tới đó là nó sẽ phân thành chùm đuôi ngựa rồi. Thì khi mà các gai sống này nó tạo thành một cái ống tròn, thì cái tủy, cái gai tủy á, nó sẽ đi trong ống sống, nó đi từ phần não, có nghĩa đang nói về phần tay đi nhé, đi từ phần não á, cái trung khu não của mình nó đi thẳng theo cái ống sống đó đi xuống, và trên đường đi của nó thì qua mỗi lỗ của gian đốt sống nó sẽ chia thành các gai tủy sống. Các gai tủy sống này chính là các dây hạt thần kinh vận cảm để nó hướng ly, nó đưa ly tâm và hướng tâm, có nghĩa là nó nhận cảm giác và nó sẽ truyền tín hiệu từ bên từ trên não, ví dụ sau khi xử lý ra ngoài để tạo thành cái hành động hoặc cái phản xạ. Thì khi mà mình học hai cái mình so sánh lại, mình thấy nó có những cái nó cũng tương ứng. Tủy ở trong xương sống thì mình sẽ cảm giác là, em không biết anh chị sao, nhưng mà khi em học á là em cảm thấy là nó tương đương, hai phần này nó là hai phần tương đương. Não là nơi hội tụ của tinh tủy. Não tủy thì chỉ đạo mọi hoạt động tinh thần, mọi hoạt động giác quan. Não tủy hao kém thì dẫn đến đầu váng, ù tai, hoa mắt, chóng mặt và tinh thần rũ rượi, uể oải, hôn mê. Thì nó tương đương với hệ thống thần kinh trung ương ở bên Tây Y. Và hệ thống thần kinh trung ương ở bên Tây Y của mình á, thì nó lại được là phân ra là thành cái não, cái bộ não của mình và cái thần kinh tủy. Tủy được sinh ra ở thận, chứa ở trong xương, nuôi dưỡng xương. Tinh tủy không đầy đủ thì xương bị còi và dễ gãy. Ở bên Tây Y á, xương á thì nó được huyết nuôi dưỡng và nó sẽ có một cái quá trình để nó tạo cốt bào. Để nó tạo thành cái tạo cốt bào, và cái tạo cốt bào đó thì nó mới tạo thành xương. Và nếu như cái quá trình tạo cốt bào của người lớn tuổi nó suy giảm lại, nó chỉ còn cái quá trình hủy cốt bào, thì khi đó là người bệnh, người lớn tuổi người ta sẽ dễ bị loãng xương, người ta dễ bị gãy xương. Có những trường hợp nó sẽ gọi là gãy xương tự nhiên luôn, là nằm một chỗ cũng gãy. Nhưng mà rõ ràng á, nếu mà xét về cái hệ thống của chức năng á, của Tây Y á, thì cái thận của Tây Y á, nó không thể nào á, mà nó nuôi được cái tủy ở trong ống sống hết. Tủy nó không, cái đó mặc dù cái tủy này nó tương đương với lại cái gai tủy ở trong Tây Y, nhưng mà cái tủy này á, thì ở bên Đông Y á, thì được thận sinh ra, được thận nuôi dưỡng, nhưng mà bên kia thì không phải, nó khác. Nó là hai cái riêng biệt, nó là khác biệt. Cho nên là mình không có nên chồng hai cái nó lại với nhau để mình hiểu từ này qua từ kia, mà mình sẽ học nó như hai hệ thống song song. Hai hệ thống song song, nhưng mình có thể dùng phương pháp là đối chiếu so sánh để mình kết hợp, là mình hiểu nó thuộc cái phần nào và phạm trù nào. Thì khi mình điều trị cho một người bệnh á, mình biết là cái phần này của Đông Y mình sẽ sử dụng phương pháp gì, cái phần này của Tây Y nó tương ứng thì mình sẽ sử dụng phương pháp gì song hành để mình kết hợp. Chúng ta đi tiếp một phần, đó là phủ kỳ hằng. Thì nó chủ về kinh nguyệt và thụ thai, nó có liên quan chặt chẽ với hai mạch xung và mạch nhâm. Lạc mạch của tử cung thì có liên quan liên hệ với tâm và thận. Rối loạn thì dẫn đến là kinh nguyệt ít, vô kinh, sảy thai hoặc là vô sinh. Thì trong cái nghiên cứu á, thật ra là đối với người nữ á, là mà cái mạch xung và nhâm là rất là quan trọng. Do đó là cái nếu như mà thường á, là trong em thấy em đọc trong những cái sách cổ, tại em đọc rất là nhiều tài liệu nên đôi khi thật ra là em không nhớ hết sách luôn á. Thì có một lần đó là em nhớ là khi mà cái bào cung nó bị lạnh á, thì phải làm ấm hai mạch xung nhâm. Em chỉ nhớ một câu chốt lại là nếu mà bào cung tất nhiên là tương đương với cái tử cung của bên Tây Y. Khi bào cung lạnh không thể thụ thai được thì phải làm ấm hai mạch xung nhâm. À,
vì là nó lạc mạch của tử cung thì nó liên hệ với tạng tâm và tạng thận. Tại sao? Tại vì tạng thận á, là nó chủ về tinh túy của con người, và nó là có từ khi mà mình vừa, có nghĩa là mình vừa được hình thành, là cái thận của mình đã được hình thành. Tâm, tại sao? Tại vì tâm chủ về huyết. Và khi một đứa bé mà nó được hình thành trong bụng mẹ thì hôm trước mình có là tinh cha huyết mẹ, có nghĩa là cái huyết mạch của người mẹ không đầy đủ thì không bao giờ có thể thụ thai được, mà thụ thai thì cũng rất là dễ xảy thai, bởi vì cái huyết đó không đủ thì làm sao nó nuôi dưỡng được bào thai. Cái thận khí không đầy đủ, nó không khí hóa được thì cái thai đó cũng không phát triển, và nó cũng không thể hấp thu được cái huyết của người mẹ. Nhưng mà nếu cái này mà mình xét về mặt tây y á, là cái tim và cái thận á, thì nó cũng không có liên quan lắm đến cái việc gọi là thụ thai. Chỉ có là nếu như mà có liên quan á, thì nó liên quan bệnh lý thôi. Ví dụ như bệnh lý tiền sản giật, là bệnh lý là tăng huyết áp thai kỳ, hoặc là cái lúc có thai thì người mẹ là thường á, là cái chức năng thận khi mà đi xét nghiệm nó sẽ cái chỉ số là ERF nó sẽ cao hơn cái mức bình thường. Đây là cái chu kỳ hoạt động của cơ thể trong một ngày, và nó theo cái giờ là của 12 lục phủ và ngũ tạng. Cái là hình em tìm được trên mạng thì lớp mình xem để tham khảo thêm. Chúng ta để hết cái bài về học thuyết